hóa truyền thống áo xanh quần đen. Như vậy là trà bóng của trận đấu tranh hạng ba đã lan trên sân đá bóng lúc này. Ở trong hiệp một của trận đấu thì các cầu thủ đá về ra về đề. Khoảng trống, cười. Một pha xử lý quá chần chừ của Việt Tuấn. Và thấy có một tình huống nguy hiểm nào nguy hiểm. Bên phía hạ cầu của đội AKD. Các dứt điểm trong vào. Tại KT. Pha được lên của KT. Cười. Không được. Rất đáng tiếc cho Đức Mẹo. Một chuyện quá sáng nước của đại KT. Cho Đức Mẹo. Và tình huống trận đấu ngày nay. Như vậy là tỷ số đã được mở dành cho đội AKT. Một pha ghi bàn đầy bất ngờ, nhưng đó là câu trả lời dành cho các cầu thủ FC Sao Mai khi trước đó họ đã bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số. Shadow to my life, did you feel our words? Another star, you fade away.